抬着走。Anh kia, dừng lại, chúng tôi là công an đây. Anh có sao không? Tỉnh lại. Anh tỉnh rồi hả? Anh có nhớ nhân dạng người chém anh hay không? Anh có người thân hay không? Anh không nói được hả? Báo cáo anh, tôi vừa tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân làm rơi trên đường. Nạn nhân tên là Võ Xuân Lâm, 26 tuổi, ngụ khu phố 4. Đồng chí đã liên lạc với người nhà của nạn nhân chưa? Có, tôi đã liên lạc được với người nhà của nạn nhân. Chắc tầm 30 phút nữa chị ta sẽ tới. Chào chị. Chị là người nhà của nạn nhân Lâm. Hiện tại thì Lâm đã tỉnh. Bệnh viện cần người làm thủ tục và chăm sóc bệnh nhân. Mời chị theo tôi. Trời ơi, anh ơi, làm sao mà để ra nông nổi gì dữ vậy anh? Có phải mấy thằng giang hồ hôm bữa nó trả thù anh đúng không? Trời ơi, anh ơi là anh. Chị bình tĩnh. Chị có phải là người nhà của anh Lâm không? Chị tên gì? Anh Lâm hình như bị khiếm khuyết, chị nghe nói phải không chị? Chồng của tôi đâu có bị gì đâu. Tôi là Châu, là vợ sắp cưới của anh. Anh Lâm ơi, có phải tụi nó đánh anh đến mức mà bây giờ nói chuyện anh cũng nói không được nữa anh Lâm? Bây giờ có vợ anh ở đây, anh có điều gì á cứ nói thẳng đây với chúng tôi, không cần phải giấu giếm đâu. Anh ơi, có gì á thì anh nói thiệt với mấy anh công an đi. Bộ tụi nó đánh anh đến mức mà anh sợ anh không dám nói luôn hả? Anh nghĩ là tụi truy sát có thể bỏ qua cho anh hay sao? Chưa hết, tụi nó truy sát anh không được thì có thể là làm hại đến vợ anh hoặc là những người thân của anh nữa. Nên bây giờ anh có gì á cứ nói trực tiếp với chúng tôi, không cần phải giấu đâu. Tôi xin khai hết mọi chuyện. Kẻ chém tôi là một kẻ máu lạnh. Hắn là một tên giang hồ khét tiếng. Cô em, trời nắng nóng, sao bắt tụi anh đợi lâu vậy? Thì mấy anh cũng phải cho tôi vô nhà để tôi tính lại tiền lãi coi mấy anh có tính đúng không chứ. Ê, ông già của em á đã ký vô giấy tờ hẳn hồi rồi thì tiền lãi làm sao nó vậy rồi? Vô nhà kéo thời gian hả? Tụi anh đây á không có thời gian để mà kéo với em đâu. Nhưng mà lãi suất á một tháng tới 300%. Bộ mấy anh tính ăn cướp hả? Với lại á mấy anh dụ ông già của tôi á lấy hết tiền rồi. Bây giờ còn có cái nhà, mấy anh cũng định lấy luôn hả? Nè cô em, nhìn cô em cũng được gái đấy. Nhưng mà nếu mà chịu đi tiếp khách cho mấy bên chế của anh á thì nhanh chóng có tiền trả nợ. Còn không ấy á, em làm vợ anh đi, rồi cái bắt đầu anh trả hết nợ cho em. Tôi la đó nha. Trời, la gì em? Ai thằng đàn ông mà đen hiếp một người phụ nữ, tụi bay có phải là đàn ông không? Mày là ai? Dám xen vào chuyện của con Đức khùng này hả mày? Cái thằng này đó hả?
là chồng sắp cưới của con nhỏ này. Tao với mày á, giết con trống đoạt con máy. Tao, mày coi chừng tao đó mày. Đi nè. Em có sao không? Em không sao. Nhưng bây giờ tụi nó sợ anh, tụi nó chạy. Nhưng mà em lo quá, tụi nó sẽ quay lại trả thù á. Em cứ yên tâm đi. Nếu có gì á thì anh sẽ nhờ mấy sư huynh anh giúp. Em yên tâm nha. Alo. Sao? Anh kia, dừng lại, chúng tôi là công an đây. Anh có sao không? Dạ. Chúc mừng chúng ta có địa bàn mới. Ăn đi. Dạ. Đại ca đúng là hay thiệt. Tả xung hữu đột, chém tụi Sơn chó điên chạy tán loạn hết trơn luôn. Nghe danh gì ca má chém, tụi nó chạy xanh mặt, hơi đâu nữa mà đánh đi đấm. Bây giờ nhóm của mình á có tên tuổi. Anh muốn lấy một cái biệt danh gì đó để tạo thân thế và chiêu mộ đàn em. Tên gì đây ca? Thập nhất AK. Hay à, vô. Vô. Đây là thập nhất AK, là biệt danh tự phong của nhị mai chém. Tên này rất là côn đồ và hung hãn, và các băng nhóm khác hầu như là rất e sợ vì cái độ liều mạng của y. Lật lại hồ sơ tội phạm cho thấy nhị mới chém có nhiều tiền án tiền sự. Từ nhỏ hắn đã bị đưa vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cướp tài sản. Đến khi lớn lên, nhị mới chém đã có tiền án trộm tài sản và chém người gây thương tích. Hiện giờ chúng ta vẫn đang đi nã các cao nhị, nhưng hắn ta vẫn đang lẩn trốn và không có tung tích gì. Alo, tôi nghe. Được rồi, chúng tôi tới ngay. Có chuyện gì vậy đồng chí? Nhị mới gây ra vụ chém người gây thương tích đối với người thi hành công vụ để giải nguy cho người thân của y vi phạm luật giao thông. Đối tượng này rất là manh động và hung hãn. Bây giờ chúng ta cần phải truy bắt gấp liền, nếu không sẽ nguy hiểm cho xã hội. Đó. Chuyện gì vậy? Đại ca kêu mày bán gấp số vàng hôm bữa, cho ông đi trốn kìa. Biết rồi, tao đang gom mà tao không biết ông nghĩ làm sao không? Đang trốn truy nã mà còn đi chém người nữa. Mệt quá, mày bán gấp đi. Ok, tao đi đây. Nhanh nha. Đại ca. Đối tượng nhị đã xuất hiện, nhưng hiện tại tôi chỉ có một mình, xin chi viện gấp, nếu không hắn sẽ trốn thoát. Rõ. Thằng Bảo bán vàng xong chưa? Để tao đi trốn. Nó sợ công an theo dõi, chưa có bán. Mà giờ nó đi rồi, đại ca đợi đi. Không kịp nữa. Bây giờ tao trốn trước, mày gửi cho tao sao? Dạ.
Đối tượng Nhị vừa trốn thoát, đề nghị kiểm tra gấp nhà bảo cá sấu. Chị Linh, sao giờ chúng mới tới? Chị mang tiếp tế cho ảnh đi. Công an theo dõi gắt quá, em bán được có nhiêu đây thôi. Bữa giờ tôi cũng không liên lạc được với ảnh nữa, không biết ảnh ở đâu, làm sao mà tiếp tế. Tình hình đang biến căng lắm, công an đang theo dõi ảnh nên ảnh ngắt hết liên lạc. Chị cứ ở nhà chờ liên lạc của ảnh. Nhưng mà bây giờ chú đi đâu? Em bây giờ em cũng không biết em đi đâu nữa. Công an đang bắt các anh em trong băng nhóm. Em cũng đến đường đi chùa đây. Thôi em đi đi, chị bảo trọng. Thôi chú cũng bảo trọng nha. Dạ. Chị đi á. Anh hãy cho biết Nhị bây giờ đang ở đâu. Dạ thưa cán bộ, em nghĩ anh Nhị bây giờ đang ở Nghệ An. Anh có biết người phụ nữ này không? Dạ biết. Cô ấy là Ngọc Linh, bạn gái của anh Nhị. Bây giờ Nhị đang trốn ở đâu? Dạ thưa cán bộ, ảnh không có nói với em là ảnh trốn đâu. Nhưng mà em nghĩ ảnh đi Đà Nẵng. Anh chắc chứ? Báo cáo, vừa có nhân chứng phát hiện một người có nhân dạng giống như Nhị bắt xe đi Đà Nẵng. Nhưng tôi cùng đồng nghiệp rà soát hết thành phố Đà Nẵng vẫn không thấy bóng dáng của Y. Chào anh, chào đồng chí. Khi tôi tới Nghệ An thì có cơ sở mật báo Nhị thuê khách sạn ở đây để lẩn trốn. Và khi tôi tới đó thì Nhị đã trả phòng rời khỏi trước đó 30 phút. Nhị là đối tượng cộng cán, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần đi gặp một người trước. Chào chị, tôi là điều tra viên của cảnh sát hình sự. Mong chị hợp tác với chúng tôi để tìm ra anh Nhị. Tôi đâu có biết anh Nhị đang ở đâu mà chỉ điểm cho các anh. Bảo Cá Sấu và Đức Khùng đều xác nhận là người hiểu anh Nhị nhất. Nhưng tôi tin chỉ có chị là người mới biết ảnh đang ở đâu. Tôi xin phép. Alo, ai gọi ạ? Dạ anh lộn số rồi. Anh Nhị đây mà. Đây là số sim rác. Anh đã gửi tiền qua ATM cho em rồi đó. Có gì em kiểm tra tài khoản, thương em cho con. Anh đang đâu vậy? Anh Nhị thù oán giang hồ bên ngoài rất là nhiều. Nếu mà ảnh còn ở bên ngoài ngày nào thì sẽ nguy hiểm cho ảnh lắm. Chị hãy nghĩ cho anh Nhị và con của mình. Hả? Em có một tin vui này muốn báo cho anh nè. Tin gì anh? Em có thai rồi đó. Thiệt không? Thiệt.
Vậy là anh sắp có con. Phải nói là hai chúng ta chứ. À, vậy là anh phải cố gắng làm thiệt là nhiều tiền để lo cho em và con. Nhưng mà anh à, anh hứa với em chuyện này được không? Chuyện gì? Anh bớt tham gia vô mấy cái vụ đâm chém đi, để đứt lại cho con nữa chứ. Thôi mình bỏ ba chuyện đó đi. Đây là thời cơ tốt để thập nhất AK này tạo dựng thân thế. Mấy cái chuyện đâm chém đó đó, để cho đàn em nó lo. Chuyện em lo là bây giờ nè, em ăn thiệt là nhiều đồ bổ nè, để đẻ ra con nó khỏe. Giỏi quá à. Vui lên. Đã đến giờ chích thuốc. Chừng nào tôi ra viện được kia bác sĩ? Ủa, bác sĩ mới 2 ca hả? Anh sai người quá. Đã bị bắt. Tôi là Minh Trung, không phải vậy anh nói. Anh tưởng dùng chứng minh nhân dân giả là có thể qua mặt được chúng tôi sao? Hình xăm con cá trên người của anh đã tố cáo anh chính là thập nhất AK đang bị truy nã. Tôi chúng tôi đã bắt gọn băng nhóm chém anh và hiện bây giờ thì đang di lý anh về thành phố để điều tra. Trên đường về, anh có muốn nói gì thêm hay không? Em biết là tội của em nặng lắm. Em thích chém người khác, thì quả báo của em á, bị người khác chém lại. Em chấp nhận mọi hình phạt của pháp luật, nhưng mong các anh cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, về với vợ con. Chắc bây giờ anh đã có cảm giác của một nạn nhân khi bị người khác chém lại rồi đúng không? Người đau khổ nhất không phải là anh, mà chính là vợ con của anh. Những người như anh nên quay đầu là bờ.